Tộc trưởng Độ Misi nói không với ăn chặn dù chỉ 1.000 đồng khi thấy nhà cái donate 2 triệu. Từ trước đến nay, Độ Misi luôn để lại ấn tượng tốt đối với cộng đồng mạng. Nhất là việc tiền donate của mọi người, anh luôn minh bạch, rõ ràng và đem lên vùng sâu, vùng xa giúp xây trường lớp cho các em nhỏ. Mới đây nhất, tộc trưởng đã có một pha xử lý cực kỳ khéo léo khi thấy nhà cái đến từ Canada bỗng nhiên donate cho anh 2 triệu ủng hộ từ thiện, khiến con dân xem xong càng thêm ngưỡng mộ. Em vẫn phải bàn. Mẹ này, em lệnh nhà cái đến từ Canada luôn, thực sự luôn anh chị, cho em làm nghề một cách thoải mái về tâm trí, không bị nghĩ ngợi về mấy cái nhà cái này được không? Donate 500.000 thật đấy, thực sự là em cảm ơn từ thâm tâm em, mẹ, từ đáy lòng em, từ lỗ đít em cảm ơn anh chị luôn. Nhưng anh chị có thể mẹ đừng quảng cáo thế này được không? Chết người đấy. Nhà cái đến từ Canada ủng hộ mấy em trên miền núi thêm 500.000 cho tròn 2 triệu ạ. Thế nhà cái lúc nãy donate thêm 1,5 triệu rồi ạ? À đây ạ. Nhà cái đến từ Canada ủng hộ mấy em miền núi viên gạch ạ. Mẹ, nhà cái làm em khó xử thế. Thấy được donate một khoản cũng nhiều, anh Độ tá hỏa, sợ mọi người nghĩ rằng nhà cái đang quảng cáo thông qua mình, phản đàm ngay lập tức, công khai minh bạch, tránh hậu họa về sau, vướng vào mấy thứ nhạy cảm trong tối như vậy, không tinh ý là tụt dốc như chơi. Đúng là Độ Misi chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng. Tiền ủng hộ, nhận thì vẫn nhận, nhưng việc nhà cái bị tộc trưởng ban là điều không thể tránh khỏi. Nhà cái đã quảng cáo mấy cái nhạy cảm rồi lại còn donate nhiều như này. Thôi em block nhà cái nhá. Nhà cái lượn. Cộng đồng mạng chứng kiến pha xử lý đến từ vị trí của Độ Misi thì phục anh đến tận nóc. Cái danh anh Liêm mà mọi người xưng cho anh quá là xứng đáng. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào về cách ứng biến nhanh nhạy của anh Độ? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!